Mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, hôm nay Tâm cùng hai con đi mua một ít hải sản làm món đãi tất cả các chị em phụ nữ. Nếu chị em phụ nữ thấy video này hay, nhớ đăng ký, like và ủng hộ cho kênh Tâm càng ngày phát triển. Lá nướng mỏi nha cả nhà, hào nướng phô mai, cá chiên trắng nướng muối ớt. À, cả nhà nhìn coi nè, nhìn thấy thèm không cả nhà? À, khói đang bốc lên đó cả nhà ơi. Cái món này là chấm muối ớt xanh nha cả nhà. Cả nhà nhìn ra thèm không? Đã lắm cả nhà ơi. Hôm nào cả nhà mình làm thử món này ăn nữa cả nhà. Hào nướng phô mai nha cả nhà. Cả nhà lựa hào con lớn lớn á, nướng nó ngon nha cả nhà, nó không có bị teo. Cả nhà nhìn coi đã không? Chất lượng luôn cả nhà ơi, ngon lắm cả nhà ơi. Nhà nhìn coi nè, khỏi bốc lên là thơm lắm cả nhà ơi, nhìn là muốn đói bụng liền Đó, luôn á cả sườn nướng nhà mật ơi. ong nha cả nhà. Cả nhà nhìn Nhà coi nhìn thấy đã không? thơm nhà nhìn thấy đã quá nha. Sườn nướng mật ong đã thơm lắm cả nhà ơi. Đó, nhà thấy đói bụng luôn cả Cái nhà. chiên trắng nướng muối ớt nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy ngon, khỏi bốc lên rồi, đói bụng quá cả nhà ơi. Hôm nào cả nhà làm thử món này ăn cả nhà. Cá này nó không có xương, ngon cả nhà ơi, thịt nó ngọt lắm. Cả nhà nhìn thấy đã không? Nhà đói bụng chưa? Xả được rồi nha cả nhà. Giờ đổ lên vô. Lên vô rồi xào cho đều ra nha cả nhà. Nếm nếm nha cả nhà, xào cho nó hơi săn săn với ốc đó, rồi bỏ rồi gia vị vô mình nêm ha. Giãn cả nhà. Nhà bỏ miếng hạt nêm với xíu hạt nêm nha cả nhà, không cần bỏ hạt nêm nhiều. Nhà bỏ đường vô. Xíu nước mắm nha cả nhà cho nó thơm. Xíu nước mắm nè, trộn đều lên cho nó căng căng rồi ra. Cả nhà đổ nước cốt dừa vô rồi, nhà nêm nếm như ta là dừa. Nhà cái căng bỏ. Rồi, đổ nước cốt dừa vô nha cả nhà. Đây là Tâm làm hai lọ nước à, vừa nước dảo vừa bỏ miếng nước dảo trước nha cả nhà. Rồi bỏ lửa lớn lên cho nó thấm rồi nêm nếm cho bỏ nước cốt dừa vô là được nha cả nhà. Cách này mau chín lắm, mình xào mà để lâu quá cái hết ngon. Đó, để cho nó sôi lên đi, bỏ nước cốt vô.
cho nó sôi cái mà bỏ nước nước cốt vô cả nha, để cho nó lửa nó cạn xuống rồi mình nêm nếm này, giờ là vừa ăn rồi. À. Đó, xong rồi giờ mình bỏ nước cốt vô này nha. Cho nó sôi, cho nó sôi nó cạn xíu nữa là mình nêm nếm là được rồi nha cả nhà. Rồi. Nó càng cạn rồi nha cả nhà, được rồi nha cả nhà. Để cho nó càng cạn xíu là tắt lửa là chín rồi. Sắc được nha cả nhà. Thấy hấp dẫn không? Được rồi nha cả nhà. Vậy là chín rồi đó. Tỏi nó vàng vàng nha cả nhà. Cho nó vàng vàng xíu vàng đỏ hơn nha. Rồi, ốc hương nha cả nhà. Rồi xào. Xào cho ốc hương xăng cái mình nêm nếm nha cả nhà. Cái nhà xào mình vô mình thấy ốc nó xăng lên là được cả nhà. Nó nêm nếm. Rồi nó xăng rồi nha cả nhà, rồi nêm nếm vô. Rồi bỏ đường vô nha cả nhà, xíu đường thôi. Rồi bỏ hạt nêm vô. Rồi, để hạt nêm vô nha cả nhà. Rồi muỗng nha. Rồi được. Rồi, bỏ xíu dầu hào vô. Dầu hào bỏ ít thôi nha, cái này nó mặn lắm. Bỏ ít xíu thôi. Rồi, ôi trời ơi. Cái này mình không có bỏ nhiều nữa nha, có dầu hào nó mặn lắm, mình bỏ vô cho nó rồi, xào cho cái ốc thấm gia vị là xong nha cả nhà. Mình thấy thèm không? Mắc mắc không? Mình xào cho nó thấm gia vị vô là được. Rồi tắt lửa nha, vậy là được rồi nha cả nhà, chín rồi nha. Rồi cho ốc vô nha cả nhà. Ốc vô mình xào mình nêm nếm cho ốc nó chín, cho mình bỏ con muống vô mình xào, chứ mình xào con muống trước con muống nó chín nó gục hết. Xào cho cái ốc nó săn lại rồi mình nêm nếm, gồm gia vị gồm có đường, hạt nêm, nước mắm, với dầu hào nha cả nhà. Dầu hào ở nhà đổ ít thôi, đổ nó vô cho thơm, với đổ nó nhiều nó mặn nhất. Xào này đừng lửa lớn quá cả nhà, giữa vừa thôi. Nó căng lên. Xăng là được rồi nha cả nhà. Nó để lâu quá là cái ống móng tay này nó rút là hết ngon cả nhà. Giờ bắt đầu nêm nha cả nhà.
giờ bắt đầu nêm nha cả nhà. Tại để lâu quá là ốc hết ngon rồi, bỏ khoảng muỗng bột nêm. Rồi, xíu đường nha cả nhà. Rồi, bỏ xíu thôi được rồi. Rồi, xíu đường nha cả nhà. Rồi cho sang món mắm vô. Xíu nước mắm nha. Mắm vô đây, bỏ xíu mắm vô. Rồi. Xíu mắm vô. Rồi khi nào mà xào xíu với rau muống gần chín rồi ha, bỏ dầu hào vô nha cả nhà. Dầu hào bỏ vô sau cũng được. Bỏ vô liền giờ cũng được. Rồi, bỏ vô luôn đi. Bỏ luôn nha cả nhà. Ít thôi. Nó mở rồi là được. Xào cho nó săn cái đổ ra muống vô. Cho muống vô nha. Rồi giờ vô muống vô xào cho nó chín là xong nha cả nhà. Cái rau muống vô mà thấy nó gần chín thì nhà nêm nếm lại lần nữa là tắt lửa là được rồi. Chẳng cả nhà, thèm luôn cả nhà ơi. Rồi được rồi nha cả nhà, hấp dẫn nè. Rồi chín được rồi, tắt lửa rồi nha cả nhà. Rồi hôm nay là ngày 8 tháng 3 nè, là ngày quốc tế phụ nữ. Tâm cũng có làm 4-5 món gì đó đãi cho chị em phụ nữ. Chúc chị em phụ nữ ngày 8 tháng 3 luôn luôn hạnh phúc, thành công trong công việc cũng như cuộc sống, gia đình luôn hạnh phúc nha cả nhà. Mời cả nhà ăn cùng Tâm nha. Nếu cả nhà xem video này, nếu thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh Tâm và nhớ để lại bình luận cho Tâm biết nha. Rồi mời tất cả các chị em phụ nữ cũng như là mời cả nhà mình dùng với gia đình Tâm nha. Còn có món hàu nướng phô mai nè, ốc len xào dừa, mực nướng mọi, ốc móng tay xào tỏi với rau muống nha cả nhà. Sườn non nướng mật ong,
cá chim trắng nướng muối ớt, bún xào nha cả nhà, với món ốc hương xào tỏi nữa. Rồi, mời cả nhà dùng nha. Ở khui bia đi em. Rồi, mời cả nhà nâng ly nè. Hấp dẫn lắm cả nhà ơi, ngon quá trời. Ngon không? Ý kiến coi, cục vàng. Cho ăn món ốc len xào dừa coi ngon không? Thưởng thức coi chấm mấy điểm? Cục vàng, nhân, chấm mấy điểm? Đang ăn món gì ạ? À? Chấm mấy điểm? Này 10 trên 10. 10 trên 10 luôn hả? Chà, làm món này cục vàng nó chấm 10 trên 10 luôn á cả nhà ơi. Biết cả nhà chấm mấy điểm nhớ để lại cái Dạ, phần bình luận 10 với trên 11 ạ. cho Tâm biết nha. Nếu mà có cả nhà muốn thích Tâm nấu món này mốt rồi nhớ để lại bình luận đi. Rồi vô nè. Vô cùng với cục vàng cái Cầm. coi. Rồi vô nè. Bỏ Rồi, này tắt bà nha. vô.